Ukasa mayang fante tisarane nasa atang gasaman nagatang upo satang yachama dutiyambi mayang fante tisarane nasa atang gasaman nagatang upo satang yachama Tatiyambi mayang fante tisarane nasa atang gasaman nagatang upo satang yachama. Ngưỡng bạch chư tôn đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mận trao truyền quy giới cho chúng con. Và chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa minh hạnh. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cung đang chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cung đang chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cung đang chánh biên tri. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy y Phật. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy Phật. Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy y Pháp. Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy Pháp. Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy y Tăng. Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy Tăng. Dutiyambi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy y Phật. Dutiyambi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy Phật. Dutiyambi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy y Pháp. Dutiyambi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy Pháp. Dutiyambi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy y Tăng.
Dutiyambi Sangkhang Saranang Gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy tăng. Tatiyambi Buddhang Saranang Gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật. Tatiyambi Buddhang Saranang Gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật. Tatiyambi Dhammang Saranang Gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp. Tatiyambi Dhammang Saranang Gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Pháp. Tatiyambi Sanghang Saranang Gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y tăng. Tatiyambi Sanghang Saranang Gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy tăng. Banati Bata Veramani Sikha Badang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Panatipata Vejamani Sika Padang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Adina Dana Veramani Sika Padang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp. Adinna dana vechamani sika padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp. Brahmacharya vechamani sika padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh. Brahmacharya vechamani sika padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh. Musavada vechamani sika padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Musavada vechamani sika padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Suramerayamachappamadathana vechamani sika padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say. Surame shayama chappama dathana vechamani sika padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say. Vikalapho jana vechamani sika padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Vikalapochana vechamani sika padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Nacca gita vadita visu kadasana mala ganthale bhatantharana mandana vihu sanathana vechamani sika padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Natchajita wa ditawisu kadasana ma la gan tawile panatha janaman dana wifu sanatana we jamani sika padang samadhiya mi. Chúng đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Okya Sijana Maha Sijana Veramani Sikha Badang Sama Diyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Ucha Sayana Maha Sayana We Chamani Sika Padang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Itmang Athang Gassaman Nagatang Puthapan Nyatang Upo Satang Itmang Charatin Itmang Chadivasang Samadeva Abhijakitum Samadhiyami. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bạc quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay. Nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai. Imani atha sikha badani ubosasi varasena iman jaratan iman jadivasang sahatukang katawa apamadena sammarakitambang. Chư Phật tử đã thọ tam quy và bát quan trai giới, hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay và đêm nay, chẳng nên với vui. Amaphante, chúng con xin thành kính phụng hành. Sila na suga tan yanti, sila na fuga sambara, sila na nipu tan yanti, tasma sila viso. Tha dê, người giữ giới hằng được phú túc mạng chung thọ sanh lạc cảnh là bản duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh. Xa thủ lành thai, Phật là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vọc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo, đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vọc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tình thanh, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vọc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Tăng bảo đức lành từ dung. Phật quả tu sắp bằng mang gà lăng rác khăn tu sắp bê đê quả ta sắp bằng vua tra nữ phá quê nữ sà đà sò thị phong quanh tu tê. Phật quả tu sắp bằng mang gà lăng rác khăn tu sắp bê đê quả ta sắp bằng hâm ma nữ phá quê nữ sà đà sò thị phong quanh tu tê. Phật quả tu sắp bằng mang gà lăng rác khăn tu sắp bê đê quả ta sắp bằng song kha nữ phá quê nữ sà đà sò thị phong quanh tu tê.
sao có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhà quay đức của giáo pháp, do nhà quay đức của chư tăng các sự tăng gần đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ sa thù, sa thù, lành thai, lành thai. Nam mô Buddhaya, nam mô Dhammaya, nam mô Sanghaya. Chúng con thành kính đảnh lễ và thành kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi thay mặt chư tăng trao truyền bát quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con. Con thành kính đảnh lễ ngài thượng tọa Tế Siêu. Con thành kính đảnh lễ thượng tọa Giác Đẳng. Con thành kính đảnh lễ đại đức Pháp Tính cùng chư tôn đức và sa thú. Kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh và kính mời MC tiếp tục với bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya. Nam mô Buddhaya. Con Nhật Quỳnh xin được điền khuyết đi chúng ngày hôm nay ạ. Dạ, hôm nay máy của cô Khê Ma có vấn đề không vào đạo tràng được nên là cô nhờ con điền khuyết ạ. Dạ cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Buddhaya, con thành kính đảnh lễ ngài Tỳ Siêu cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh em đạo hữu. Hôm nay ông Lan ơi giúp giùm Nhật Quỳnh nha, nãy giờ Nhật Quỳnh không kịp làm đầu bài, để một chút xíu Nhật Quỳnh sẽ đưa banner lên trên. Dạ. Hôm nay thứ ba, ngày 31 tháng 3 năm 2020, Phật lịch 2563. Giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya do Hòa Thượng Minh Châu dịch Việt. Bài 89, Kinh Pháp Trang Nghiêm Tham Má Chê Chí Giá Xuất Tá sẽ được Thượng Tọa Tệ Quyền giảng giải. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Tỳ Siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bích Thai Giá. Ngài có nghe được âm thanh của con kính dâng mít đến ngài. Dạ sa thú, con kính dâng mít đến ngài. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ giáo pháp, kính đảnh lễ chư thịnh văn đệ tử Phật. Kính chào chư tôn đức, tân chào tất cả quý đạo hữu Phật tử. Kính thưa quý vị, một trong những vị vua mà bày tỏ cái tình thân ái với Đức Phật, phải nói là Đức vua Vasindadi. Vua đã nhiều lần hạ mình, mỗi lần đi đến đảnh lễ Đức Phật là hôn chân Đức Phật. Và ở đây, trong cái bài kinh này, cho chúng ta một điều là đức tin của người Phật tử, chúng ta phải có cơ sở. Mỗi một người ở trong thời Đức Phật, khi mà họ bày tỏ niềm tin đối với Đức Phật, có người họ thấy ở Đức Phật có những điểm này, những điểm này, rồi họ mới bày tỏ cái lòng tin. Cũng như vua Vasindadi vậy, Đức vua sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn và hôn chân Đức Phật, thì Đức Phật ngài hỏi lý do gì mà đại vương lại hạ mình như vậy.
Thầy vừa nói rằng con có cái truyền thống, có cái pháp truyền thống đối với Đức Thế Tôn, bậc A La Hán chánh đẳng giác, giáo pháp do Thế Tôn kéo thuyết, tăng đệ tử Thế Tôn, chúng đệ tử Thế Tôn bậc thiện hạnh, Samma Sambuddho Phakwa Sakato Phakwa Tathamo Subhatipano Phakwa To Sawakasangho. Rồi vua lần lượt trình bày bảy sự kiện mà vua thấy vậy, vua quan hỷ với Đức Thế Tôn, đặt niềm tin nơi Đức Phật, giáo pháp và chúng thịnh văn. Bài kinh này nó vừa đủ với cái trình độ người Phật tử chúng ta sau khi nghe xong nên ghi nhớ, và chúng ta hãy học thuộc lòng những điều mà được trình bày ở đây, để mỗi khi mà chúng ta suy nghĩ về Đức Phật, hay là chúng ta tán thán, chúng ta tụng ba cái câu Samma Sambuddho Phakwa Sakato Phakwa Tathamo Subhatipano Phakwa To Sawakasangho, thì chúng ta lại nghĩ tưởng đến những cái đặc hạnh, những cái quy lực của Đức Phật, và chúng ta củng cố cái niềm tin cho nó vững chắc. Chứ chúng ta không nên có niềm tin nơi Phật, nơi Pháp, nơi Tăng, niềm tin nơi Tam Bảo chỉ là niềm tin suông, mà nói ra không hiểu tại sao mình phải tin. Hoặc là chúng ta nghĩ rằng là vì Phật Pháp Tăng là linh hiển, linh ứng, rồi chúng ta tin, điều đó nó không tốt cho người Phật tử chúng ta. Đây là cái bài học rất đặc biệt về cái niềm tin. Bây giờ chúng ta hãy nghe đọc cái bài kinh này, sau đó chúng ta sẽ được nghe Thượng Tọa Tuệ Quyền, vị giảng sư ngày hôm nay sẽ giảng bài kinh này. Không biết Thượng Tọa Tuệ Quyền có sẵn sàng ở trước máy chưa? Thượng Tọa Tuệ Quyền có sẵn sàng ở trước máy chưa? Bây giờ thì xin mời cô Nhật Quỳnh quan hỷ đọc cho chánh kinh Nam Mô Bụt Thầy. Và sa thú lành thai, con xin thay mặt đại chúng đông đung thành kính đảnh lễ tri ân ngài Tiêu đã từ bi dẫn nhập đại học ngày hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy giá Nhật Quỳnh kính cảm ơn Công Lan và Nguyệt Thầy Ngọc đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Và con kính bạch Thượng Tọa Giác Đẳng, con thấy hình như trong cái bài sư gửi qua email là cái số nó hơi sai, con xin sửa lại, nếu mà con sai thì ngài chỉ dạy cho con sửa lại ạ. À, theo như tuần tự thì con thấy nó hơi sai. Dạ. Và con xin được đọc chánh kinh và cảm ơn cô tu nữ Viriyatana cho Nhật Bình biết được tín hiệu. 89 Kinh Pháp Trang Nghiêm Thăm Ma Chê Tí Giá Suốt Tá 938 Sa Quách Thị là kinh đô của xứ Cô Sa Lá. Tại đây, Đức Thế Tôn đã an cư 24 mùa mưa trong 45 năm hoằng hóa của Ngài, vua Pasenadi của Cô Sa Lá, với rất nhiều câu chuyện ghi lại trong kinh điển, đã nhiều lần diện kiến Đức Phật và qua lại với tăng chúng.
Bài kinh này ghi lại tâm trạng của vua. Bài kinh này ghi lại tâm trạng của nhà vua sau một thời gian ngắn không gặp được Đức Phật nhưng rất nhớ Ngài. Với sự thể hiện lòng kính thương với Đức Thế Tôn, nhà vua sau đó trình bày sự cảm nhận đối với Tam Bảo. Những lời của vua sau này được Đức Thế Tôn khuyên dạy chư tỳ kheo. Cái đó làm khuôn thước để tự mình nhắc nhở nên tu tập và trang nghiêm thế nào để gìn giữ niềm ái kính của hàng tại gia, cư sĩ cũng như vun bồi cho đạo hạnh bản thân. Những điểm đề cập trong bài kinh này có ảnh hưởng lớn trong cung cách sinh hoạt ở chùa tại các quốc gia Phật giáo. Khi vua nhớ Phật, như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở giữa dân chúng Cát Xá, Thích Ca, Mê Đa Lùm Bá là một thị trấn của dân chúng Sát Ca. Lúc bấy giờ, vua Bá Xê Na Đí, nước Cô Xá Lá, đi đến Nan Gá, Ra Cá. Vì có một vài công việc rồi, vua Bá Xê Na Đí, Đức Cô Xá Lá nói với Đi Khá Cá Rá Giá Ná: Này Cá Rá Giá Ná, hãy sửa soạn các cỗ xe thù thắng. Ta muốn đến các thượng nguyện để ngắm phong cảnh. Thưa vâng đại vương. Đi Khá Rá Giá Ná vâng đáp vua Bá Xê Na Đí Đức Cô Xá Lá: Cho sửa soạn các cỗ xe thù thắng. Rồi thưa với vua Bát Xê Na Đi Nước Cô Xá Lá: Tâu đại vương, các cỗ xe thù thắng của đại vương đã sửa soạn xong. Nay đại vương hãy làm những gì đại vương nghĩ là hợp thời. Rồi vua Bát Xê Na Đi Nước Cô Xá Lá leo lên một cỗ xe thù thắng, đi ra khỏi Nan Gá Rá Cá cùng nhiều cỗ xe thù thắng khác với tất cả uy vệ của vua chúa và đi đến vườn thượng nguyện. Khi xe đi xe cho đến chỗ còn đi xe được, rồi xuống xe đi bộ vào vườn thượng nguyện. Trong khi đi qua đi lại trong vườn thượng nguyện, trong khi tản bộ thưởng ngoạn, vua Bá Xê Na Đí Nước Cô Xá Lá thấy những gốc cây khả ái đẹp mắt, lặng tiếng ít ồn, vắng người thoáng gió, xa lánh mọi tụ hội đông đảo, thích hợp với trầm tư mặc tưởng. Thấy vậy, vua liền nghĩ đến Đức Thế Tôn. Những gốc cây khả ái đẹp mắt, lặng tiếng ít ồn, vắng người thoáng gió, xa lánh mọi tụ hội đông đảo, thích hợp với trầm tư mặc tưởng này, chính tại đây chúng ta đảnh lễ Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Rồi vua Bá Xê Na Đí Nước Cô Xá Lá nói với Đi Khá Cá Rá Giá Ná: Này Cá Rá Giá Ná, những gốc cây khải vân vân chánh đẳng giác, này Cá Rá Giá Ná, này Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác trú tại chỗ nào? Tâu đại vương, có một thị trấn của dân chúng Sát Cá tên là Mê Đa Lùm Bá. Tại đấy Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác đang trú. Này Cá Rá Giá Ná, Mê Đa Lùm Bá, thị trấn của dân chúng Sát Cá cách xa Nan Gá Rá Cá bao nhiêu? Tâu đại vương, cách không xa có ba vô chá ná, do tuần có thể đi đến chỗ ấy trong ngày. Vậy Cá Rá Giá Ná, hãy sửa soạn các cỗ xe thù thắng, chúng ta sẽ đi yết kiến Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác. Thương tâu đại vương. Đi Khá Cá Rá Giá Ná vâng đá vua Bá Xê Na Đí Nước Cô Xá Lá: Cho sửa soạn các cỗ xe thù thắng.
Sau khi sửa soạn xong các cỗ xe thủ thắng, Tiền Tâu với vua Bassê Na Đi, Đức Cô Sa Lá. Tâu đại vương, các cỗ xe thủ thắng đã sửa soạn xong, nay đại vương hãy làm gì những gì đại vương nghĩ là hợp thời. 340. Một cử chỉ kính thương vô hạn. Vua Bassê Na Đi, Đức Cô Sa Lá leo lên một cỗ xe thù thắng và cùng với các cỗ xe thù thắng khác từ Nangaraka đi đến Medulamba. Thị trấn của dân chúng Sakka, đánh nơi đó nổi trong ngày. Rồi khi đến Tinh Xá, vua đi xe cho đến chỗ nào có thể đi xe được, rồi xuống xe đi bộ vào Tinh Xá. Lúc bấy giờ, một số đông tỳ kheo đang đi kinh hành ngoài trời. Vua Bassê Na Đi, Đức Cô Sa Lá đi đến các tỳ kheo ấy. Sau khi đến, thưa với các tỳ kheo ấy: Chư Tôn Giả, nay Thế Tôn bậc A-La-Hán chánh đẳng giác ở đâu? Chúng tôi muốn ý kiến Thế Tôn bậc A-La-Hán chánh đẳng giác. Thưa Đại Vương, Thế Tôn ở trong ngôi nhà này với các cửa khép kín. Rồi hãy im lặng đến gần, bước vào hành lang nhưng không vượt qua. Sau khi đằng hắn, hãy gõ cửa vào khóa cửa. Thế Tôn sẽ mở cửa cho Đại Vương. Rồi vua Bà Sê Na Đi, Nước Cô Sa Lá ngay tại chỗ ấy trao kiếm và dành khăn cho Đi Khá Karajana. Rồi Đi Khá Karajana tự nghĩ: Nay vua muốn đi một mình, ở đây ta phải dừng lại. Rồi vua Bà Sê Na Đi, Nước Cô Sa Lá im lặng đi đến căn nhà đóng cửa. Sau khi đến, bước vào hành lang nhưng không vượt qua. Đằng hắn và gõ vào khóa cửa. Thế Tôn mở cửa. Rồi vua Bassê Na Đi, Nước Cô Sa Lá bước vào căn nhà, cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, miệng hôn xung quanh chân Thế Tôn, sai tay xo rờ xung quanh chân và tự xưng tên. Bạch Thế Tôn, con là vua Bassê Na Đi, Nước Cô Sa Lá. Bạch Thế Tôn, con là vua Bassê Na Đi, Nước Cô Sa Lá. 141. 941. Những cảm nhận của vua đối với Tam Bảo. Thưa đại vương, do thấy nguyên nhân gì đại vương lại hạ mình tột bậc như vậy đối với thân này và biểu lộ tình thân ái như vậy? Bạch Thế Tôn, con có pháp truyền thống Thâm Man Quá Giá này đổi với Thế Tôn. Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, pháp được Thế Tôn khéo giảng, tăng đệ tử của Thế Tôn khéo tu tập hành trì. Ở đây, bạch Thế Tôn, con thấy nhiều vị sa môn, bà la môn hành trì phạm hạnh có giới hạn trong 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm. Những vị này sau một thời gian khéo tắm, khéo phấn sáp, với rau tóc khéo chạy chuốt, sống thụ hưởng một cách sung mãn, đầy đủ năm dục trưởng dưỡng. Ở đây, bạch Thế Tôn, con thấy các tỳ kheo sống hành trì phạm hạnh viên mãn, thanh tịnh, cho đến trọn đời, cho đến hơi thở cuối cùng. Bạch Thế Tôn, con không thấy ngoài ra có một phạm hạnh nào khác viên mãn thanh tịnh như vậy. Bạch Thế Tôn, đây là pháp truyền thống của con đối với Thế Tôn. Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, pháp được Thế Tôn khéo giảng, chư tăng đệ tử của Thế Tôn
khéo tu tập hành trì. Lại nữa, bạch Thế Tôn, vua chúa cãi lộn với vua chúa, Sát Đế Lị cãi lộn với Sát Đế Lị, Bà La Môn cãi lộn với Bà La Môn, gia chủ cãi lộn với gia chủ, mẹ cãi lộn với con cãi lộn với mẹ, cha cãi lộn với con cãi lộn với cha, anh em cãi lộn với anh em cãi lộn với chị em cãi lộn với anh em, bạn bè cãi lộn với bạn bè. Còn ở đây, bạch Thế Tôn, con thấy các tỳ kheo sống với nhau thuận hòa, thân hữu, không cãi lộn nhau, hòa hợp với nước, hòa hợp như nước với sữa, nhìn nhau với cặp mắt ái kính. Bạch Thế Tôn, con không thấy ngoài đây ra có một phạm hạnh nào khác viên mãn, thanh tịnh như vậy. Bạch Thế Tôn, đây là pháp truyền thống của con đối với Thế Tôn. Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, pháp được Thế Tôn khéo giảng, đệ tử chúng tăng của Thế Tôn khéo tu tập hành trì. Lại nữa, bạch Thế Tôn, con đi du hành tán bộ từ công viên này đến công viên khác, từ cung nguyện này đến cung nguyện khác. Ở đấy, con thấy một số sa môn, bà la môn gầy mòn, khốn khổ, da xấu, bạc nhợt, tay chân gân nổi, hình như không có cái gì đẹp mắt để người ta nhìn. Bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: thật sự các bậc tôn giả này sống phạm hạnh không được hoan hỷ, hay có những ác nghiệp được giấu kín. Do vậy, các vị tôn giả này mới gầy mòn, khốn khổ, da xấu, bạc nhợt, tay chân gân nổi, hình như không có gì đẹp mắt để người ta nhìn. Con đi đến các vị ấy mà nói: vì sao chư tôn giả lại gầy mòn, khốn khổ, da xấu, bạc nhợt, tay chân gân nổi, hình như không có gì đẹp mắt để người ta nhìn? Các vị ấy trả lời như sau: tâu đại vương, chúng tôi bị gia truyền. Còn ở đây, bạch Thế Tôn, con thấy các tỳ kheo hân hoan, phấn khởi, hỷ lạc, các căn thoải mái, không dao động, bình tĩnh, sống dựa vào sự hỷ cúng của người khác, với tâm tư như con thú rừng. Bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: thật sự các bậc tôn giả này ý thức được một sự tối thắng thù diệu trong giáo lý Thế Tôn, một sự thành đạt tuần tự trên các bậc tôn giả này hân hoan, phấn khởi, hỷ lạc, các căn thoải mái, không dao động, bình tĩnh, sống dựa vào sự hỷ cúng của người khác, với tâm tư như con thú rừng. Bạch Thế Tôn, đây là pháp truyền thống của con đối với Thế Tôn. Thế Tôn bậc chánh đẳng giác, pháp được Thế Tôn khéo giảng, đệ tử chúng tăng của Thế Tôn khéo tu tập hành trì. Lại nữa, bạch Thế Tôn, con là một vị vua Sát Đế Lị, đã làm lễ quán đảnh, có thể hành quyết những ai đáng bị hành quyết, gia phạt những ai đáng bị gia phạt, trục xuất những ai đáng bị trục xuất. Nhưng bạch Thế Tôn, khi con ngồi đổi sự kiện, có người đôi khi nói ngắt lời của con, và con không có dịp để nói: này quý vị, chớ có ngắt lời của ta khi ta đang ngồi sự kiện, quý vị hãy chờ cho đến khi ta nói xong. Bạch Thế Tôn, thế mà có người vẫn ngắt lời nói với con. Bạch Thế Tôn, thế mà có người vẫn ngắt lời nói của con. Còn ở đây, bạch Thế Tôn, con thấy các tỳ kheo, trong khi Thế Tôn thuyết pháp cho đồ chúng hàng trăm người, trong khi ấy không có một tiếng nhảy mũi hay tiếng ho khởi lên. Bạch Thế Tôn, thở xưa, trong khi Thế Tôn thuyết pháp cho đồ chúng hàng trăm người, có người đệ tử Thế Tôn ho lên.
Một đồng phạm hạnh khẽ đập vào đầu gối và nói: Tôn giả, hãy im lặng. Tôn giả chớ có làm ồn. Thế Tôn, bậc đạo sư của chúng ta đang thuyết pháp. Bạch Thế Tôn, con khởi lên ý nghĩ như sau: Thật vi diệu thai, thật hy hữu thai, tính chúng này thật khéo được huấn luyện. Không gậy, không kiếm, bạch Thế Tôn, con không thấy ngoài đồ chúng này có một đồ chúng nào khác được khéo huấn luyện như đồ chúng này. Bạch Thế Tôn, đây là pháp truyền thống của con đối với Thế Tôn. Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, pháp được Thế Tôn khéo giảng, đệ tử chúng tăng của Thế Tôn khéo tu tập hành trì. Lại nữa, bạch Thế Tôn, con thấy ở đây một số sát đế lị bác học, tế nhị, nghị luận, biện tài, biện bác như chia sẻ sợi tóc. Dạ, con xin đọc lại câu này. Biển bát như chia chẻ sợi tóc, những vị này đi chỗ này chỗ kia như muốn đả phá các tà kiến với trí tuệ của họ. Những vị này nghe Sa môn Gotama sẽ đến thăm ngôi làng này, hai thị trấn này. Họ sắp đặt câu hỏi chúng ta sau khi đến sẽ hỏi Sa môn Gotama câu hỏi này. Khi bị chúng ta hỏi như vậy, nếu Sa môn Gotama trả lời như thế này, thì chúng ta sẽ chất vấn như thế này. Khi bị ta hỏi như vậy, nếu Sa môn Gotama trả lời như thế kia, thì chúng ta sẽ chất vấn như thế kia. Những vị này nghe Sa môn Gotama đã đến thăm ngôi làng hai thị trấn này. Những vị này đến chỗ Sa môn Gotama ở, Sa môn Gotama với pháp thoại khai thị cho các vị này, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ. Được Sa môn Gotama với pháp thoại khai thị, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ. Họ không hỏi Sa môn Gotama câu hỏi đã định trước. Huống nữa là chất vấn trái lại, họ trở thành đệ tử của Sa môn Gotama. Bạch Thế Tôn, như vậy là pháp truyền thống của con đối với Thế Tôn. Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, pháp được Thế Tôn khéo giảng, đệ tử chúng tăng của Thế Tôn khéo tu tập hành trì. Lại nữa, bạch Thế Tôn, con thấy ở đây một số bà la môn bác học vân vân, gia chủ bác học, Sa môn bác học, tế nhị, nghị luận, biện tàng, biện bác như chia chẻ sợi tóc, những vị này đi chỗ này chỗ kia muốn đã phá các tà kiến vân vân. Họ không hỏi Sa môn Gotama câu hỏi đã định trước, huống nữa là chất vấn trái lại. Họ xin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Thế Tôn cho họ được xuất gia. Được xuất gia như vậy, một số các vị ấy sống một mình, không phóng dật, nỗ lực, tinh cần, và không bao lâu sau, tự chứng với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạo và an trú ngay trong hiện tại, mục đích tối thượng của phạm hạnh mà những thiện nam tử chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến. Họ nói như sau: Sự chúng ta gần hoại vong, thật sự chúng ta gần hoại diệt. Xưa kia chúng ta không phải Sa môn, lại tự xem là Sa môn. Không phải là Bà La môn, lại tự xem là Bà La môn. Không phải bậc A La Hán, lại tự xem là bậc A La Hán. Nay chúng ta mới thật là Sa môn. Nay chúng ta mới thật là Bà La môn. Nay chúng ta mới thật là A-la-hán. Bạch Thế Tôn, đây là pháp truyền thống của con đối với Thế Tôn. Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, pháp được Thế Tôn khéo giảng, đệ tử chúng tăng của Thế Tôn khéo tu tập hành trì. Lại nữa, bạch Thế Tôn,
Visiddhartha và Purana là hai quan giữ ngựa, ăn cơm của con, đi xe của con, sinh sống do con cho, và chính con đem danh vọng lại cho họ. Nhưng họ không hạ mình đối với con như họ hạ mình đối với Thế Tôn. Thuở xưa, bạch Thế Tôn, trong khi hành quân, chống với đội quân đối nghịch và muốn thử thách, Visiddhartha và Purana, hai quan giữ ngựa, con đến ở tại một căn nhà chật hẹp. Rồi bạch Thế Tôn, hai quan giữ ngựa, Visiddhartha và Purana, sau khi cùng nhau đàm luận về chánh pháp hơn nửa đêm rồi nằm xuống ngủ, với đầu của họ hướng về phía mà họ được nghe là chỗ Thế Tôn ở, và với chân hướng về chỗ con. Bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: thật vi diệu thai, thật hy hữu thai, hai quan giữ ngựa, Visiddhartha và Purana này ăn cơm của ta, đi xe của ta, sinh sống do ta cho, và chính ta đem danh vọng cho họ. Nhưng họ không hạ mình đối với ta như họ hạ mình đối với Thế Tôn. Thật sự, những vị này ý thức được sự tối thắng thù diệu nào trong giáo lý Thế Tôn, một sự thành đạt tuần tự bạch Thế Tôn. Đây là pháp truyền thống của con đối với Thế Tôn. Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, pháp được Thế Tôn khéo thuyết, đệ tử kim tăng của Thế Tôn khéo tu tập hành trì. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Thế Tôn thuộc dòng sắc đế lỵ, con cũng thuộc dòng sắc đế lỵ. Thế Tôn là người nước Cô Xá Lá, con cũng người nước Cô Xá Lá. Thế Tôn được 80 tuổi, con cũng được 80 tuổi. Vì thế, Thế Tôn thuộc dòng sắc đế lỵ và con thuộc dòng sắc đế lỵ. Vì Thế Tôn là người nước Cô Xá Lá, con cũng thuộc người nước Cô Xá Lá. Vì Thế Tôn được 80 tuổi, con cũng được 80 tuổi. Nên con sẵn sàng hạ mình tột bậc đối với Thế Tôn và biểu lộ tình thân ái. Bạch Thế Tôn, nay chúng con phải đi, chúng con nhiều công việc, có nhiều bổn phận phải làm. Thưa Đại Vương, Đại Vương hãy làm những gì Đại Vương nghĩ là hợp thời. Rồi vua Ase Na Di nước Cô Xá Lá đã từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về ngài rồi ra đi. 342. Dạ con sai rồi. 942. Giáo huấn của Đức Phật. Khi vua Ase Na Di nước Cô Xá Lá ra đi không bao lâu, Thế Tôn cho gọi các tỳ kheo. Này các tỳ kheo, đấy là vua Bá Xê Na Đi nước Cô Xá Lá. Sau khi nói lên những pháp trang nghiêm, vua đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Này các tỳ kheo, hãy học các pháp trang nghiêm, hãy thấu triệt các pháp trang nghiêm. Này các tỳ kheo, hãy thọ trì các pháp trang nghiêm. Này các tỳ kheo, các pháp trang nghiêm này liên hệ đến mục tiêu và căn bản của phạm hạnh. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỳ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, bản chánh văn đến đây đã chấm hết. Con xin thành kính đảnh lễ cung thịnh thượng tọa Tuệ Quyền từ bi hoan hỷ thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Dạ, con thấy sư chạy ra chạy vào rất là nhiều lần. Không biết bây giờ sư có nghe được âm thanh của con không? Dạ, nếu sư nghe được âm thanh con, sư cho con một tín hiệu để con dâng mít đến sư ạ. Nam mô Bích Tha. Dạ. Dạ, con kính dâng mít đến sư. Nam mô Bích Tha. Dạ, Nam mô Tham Ma. Dạ, Nam mô Sang Khai. Dạ, giờ thưa đại chúng được nghe rõ không? Dạ, cảm ơn quý vị. Xin cô Nhật Huỳnh hay là cô Lan Gia Nguyệt Quang Hỷ ra chat các bài học qua cái riêng dùm, bởi vì chúng tôi
dựa trên cái để tức dễ dàng nó theo dõi bài giảng hơn, là phải lật lại. Chúng con thành kính cung đảnh lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng, cũng con kính lễ đến sư phụ Tỳ Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Minh Hạnh, thượng tọa Pháp Thân, để Đức Pháp Tính, để Đức Tuệ Tri, sư Nguyên Thông cùng sư Tôn Đức Tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Và cảm ơn quý vị đã được nghe rõ và xin bắt đầu vào thời giảng. Arahang Samma Sambuddho Phakkawa Buddhang Phakkawantang Apiwa De Misuakato Phakkawata Thammo Thammang Namasa Misupatipano Phakkawato Savakasangho Sankhang Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ơn Đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, nguyên nhờ quy lực Tam Bảo hằng gia hộ đến chư Tôn Đức Tăng. Quý thuộc nữ cũng cho Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt-tha-ya. Dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, bạch sư tôi giác đẳng là không hiểu sao thời gian gần đây thì cái đường truyền bao thoát của con về cái wifi nó rất là yếu, còn cái cả 3G cũng vậy, 3G, 3G hoặc là 4G cũng vậy thì nó cũng rất là yếu, vào thì nó cũng rất lên rất xuống, thì nói hồi rồi thì cũng rất là cũng sửa nhưng cũng chưa có ổn định. Dạ, vậy cho nên nhiều khi con rớt lên rớt xuống. Một nếu mà ngày mà thấy con không vào được là biết là con đã cố gắng hết sức rồi. Dạ, thì nhiều lần như vậy vào những thời gian cuối cùng thì gần hết thì nó rớt mà vào không được. Dạ, con bà trình đến chưa Tôn Đức Tăng quý ngài được rõ như vậy, cũng tình huống ngoài ý muốn. Dạ, có thể nói rằng chúng ta biết cái bài học trang nghiêm ở bên hôm nay dạy cho vừa đối với các hàng tăng chúng và đặc biệt những người cư sĩ vua Pasenadi nước Kosala. Có thể nói rằng nếu chúng ta đọc kinh đó, chúng ta mới thấy đây là một vị vua hết sức là lớn lao, cả đức vua thì có thể nói rằng là một người hết sức là quan trọng. Nhưng tỏ ra một sự cung kính, một sự đối đãi hết mực, hết lòng, chân tình với Đức Phật. Mà đó chính là từ một cái sự kính trọng bằng thân và tâm của Đức Vua đối với Tam Bảo, đối với Đức, đặc biệt là Đức Phật. Xuyên qua cái nhìn của Đức Vua, được thấy, được diệt kiến, được thấy tận mắt, được nghe những cái lời giảng của Đức Phật, và vua phát khởi lên một cái niềm tịnh tính vô hạn. Thường thì chúng ta trong cuộc đời này, nếu như chúng ta nghe qua kinh văn, chúng ta suy ngược lại một con người, trước nhất đòi hỏi ở các hàng xuất gia phải tự mình trang nghiêm, tam nghiệp thanh tịnh một cách căn bản, một cách tốt đẹp. Cái pháp trang nghiêm này nó như là một cái đối với các vị đại tỳ kheo phải trước nhất phải tự mình làm những cái điều gì nó căn bản tốt đẹp, phải sống trong tinh thần của lục hòa, thân hòa, khẩu hòa, ý hòa, giới hòa, kiến hòa, lợi hòa. Một mặt khác nữa, kiểm soát, thu thúc thân tâm của mình một cách căn bản tốt đẹp. Quả thật, một trong những cái điều mà hết sức là nguy hiểm, nếu như một người tu tạo ra những hành động, lời nói và việc làm, sự suy nghĩ của mình nó không đúng đắn, làm nên những người chưa có niềm tin, họ sẽ không có niềm tin. Những người có niềm tin họ sẽ bị sụt giảm. Đây là một điều không trang nghiêm. Mà quý vị biết là đối với một vị sa môn, đối với vị tỳ kheo, từ cái ăn cái mặc đã được Đức Phật ngài chỉ dẫn một cách hết sức tốt đẹp. Cái ăn đó, cái mặc đó để làm gì? Để trang nghiêm pháp tướng. Nói đến đây, chúng ta mới thấy, chúng tôi nói trước về một cái tinh thần của
của tăng đoàn. Một vị mà để trở thành một người tu, cái pháp tướng nó phải căn bản. Không phải là muốn gọi là chúng ta nghĩ rằng bởi vì Đức Phật mà ngài nói lên cái lý tu tập thì ai có cái tâm tu tập thì thời người đó sẽ thực hiện được cái lý tu tập của mình. Nói như thế này thì tội nghiệp. Ở đây một người nào đó mà có cái tâm tu tập những điều mà cái tướng, cái tánh, có cái tánh, có cái tâm tu tập nhưng cái tướng nó thiếu đi cái tướng thì cũng khó trở thành một vị tỳ kheo hay khó trở thành một vị sa môn tốt. Bởi vì khi người ấy bị những dị tật, bị những dị tật mà do cái nghiệp mà chúng ta là bẩm sinh như là cắm đuôi, mù điếc vân vân, hay là bị những cái dị tật mà bị khuyết đi cái tứ chi, hay là những cái điều căn bản của kiếp sống con người mà vị ấy bị thiếu, thì tâm của vị đó có thể ý niệm tu tập được, nhưng hình thái để trở thành một đầy đủ cái uy nghi tế hạnh thì là một chuyện khác, cũng không được phép quý vị trở thành một vị tỳ kheo. Thí dụ như là không có phải được phép cha mẹ cho phép, phải đủ tuổi tác, phải có đầy đủ y bác, phải không bị quan thế, không bị bệnh này bệnh kia mà trong luật đã định đặt, thì cái vị mà tiên ngôn sư yết ma, hay chúng ta gọi là cái vị kinh sư đó, vị ấy sẽ dấn hỏi và được phép như vậy mới trở thành vị tỳ kheo. Và trong như vậy chứ không phải là chúng ta nghĩ rằng thôi kệ, cũng như là cắm đuôi mù điếc hay gì cũng vậy, thôi kệ, người ta có cái tâm Phật, người ta có tâm bu là tốt rồi. Chúng ta nói một cái hình thái đó, nó là một cái tinh thần khác. Tức dĩ nhiên để trở thành một vị tỳ kheo, nó làm sáng ngời cho Phật pháp, đành rằng không phải một hình thức quá là lớn lao, nhưng ở đó nó cũng phải có một cái căn bản mà xem được. Là nghèo, một người tu không phải là một người quá nghèo khổ, rách đói, hôi hám, hay là phải ốm o gầy mòn khổ đau như là vua Bát Xá Na Đít trong kinh văn chúng ta vừa đọc vừa nghe đó. Thấy như vậy đó thì vua cũng thấy rất là lạ. Vua cảm thấy không có một cái niềm tin, mà đến đối với các thầy tỳ kheo, vua cảm thấy các thầy tỳ kheo có một niềm hoan hỷ, có một sức sống, có một sức khỏe, có một cái nghị lực sống, một cái ý niệm sống và có một cái sức sống nó tốt. Thì ở đây muốn nói như vậy là để cho chúng ta biết là cái tinh thần mà của Đức Phật á, dạy cho các thầy tỳ kheo một cách căn bản, một cách đầy đủ, tốt đẹp. Chứ không phải là muốn ăn sao cũng được, muốn mặc sao cũng được, không phải như vậy. Quý vị biết là trong cái ăn, trong cái mặc của mình, sa môn sắp xếp khó coi. Nữ nhân chạy nhảy ngoài đường ai xem, ở trong những cái lời giảng dạy. Hay là quý vị biết ăn, phải ăn như thế nào, cách ăn nào, cách uống như thế nào, nấu như thế nào, phải như ăn mặc ra sao, đều được Đức Phật đã thiết lập một cách căn bản. Cái điều đó để tạo nên một cái uy nghiêm hùng dũng, trang nghiêm, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp của tăng đoàn. Và làm như thế nó đẹp. Đẹp tức là cả hình thức lẫn nội dung. Mà nó phải đúng tinh thần pháp và luật. Thì cũng vậy, kính thưa quý vị, Đức vua Bát Xá Na Đít gặp nhiều dòng sắc đế lệ, quan thần, vua chúa có những sự cự cãi, nhưng đệ tử của Đức Phật thì không có cự cãi. Đệ tử của Phật có những cái pháp trang nghiêm, có những cái tính tu hết sức là tốt. Mà kính thưa quý vị thấy từ cái tâm mà được tu tập á, cái tâm mà vị ấy, cái tâm mà người vị hành giả, hay là cái tâm của đệ tử của Đức Phật á, các ngài đã thể hiện được, các ngài đã làm được, tuệ trí được, quán trị được,
cái tư cách của mình phải như thế nào. Chúng tôi nhớ là có một cái đoạn kinh cũng nhắc lại là cái hội chúng của Đức Phật nó thanh tịnh, nó trang nghiêm. Có một lần vua đi đến để hình như là vua Bình Sa Vương, hình như là vậy, mới đi đến muốn đảnh lễ Đức Phật, mà đi vô thì hỏi rằng đó là một hội chúng mà trang nghiêm thanh tịnh, mà đến nỗi mà vua giật mình, nghĩ rằng sợ cho là coi như là quan cận thần của mình có thể ám toán thích khách của mình. Thì kính thưa quý vị, chúng ta vừa nghe trong đoạn kinh văn một tiếng tằng hắn cũng không, mà nếu như có lần mà có một tiếng tằng hắn ho thôi, tằng hắn hay là ho gì đó, thì lập tức bị những cái vị khác đã nhắc nhở. Thì chính hội chúng của Phật nó được trang nghiêm, không có cái lời xào xáo khi Đức Phật ngài khi có Đức Phật ngài hiện diện. Nó khác hơn vua. Khi vua nói có người lại cãi ngang, cãi dọc, cãi xuôi, cãi như thế này, cãi như thế kia. Chúng ta thấy học và đọc những cái chỗ này thì Đức Vua thấy có một sự so sánh rất là lớn. Quả thật nghiệm lại ở trong tinh thần tu đó, quý vị biết mỗi người Đức Phật ngài dạy những cái điều mà vị tỳ kheo, những người xuất gia hằng phải quán tưởng. Quê của nó dâm hi a chu bạc ca tu, hình dạng ta đây khác hơn kẻ thế. Parapatipatha mê chi vi ca, sự nô màn của gai thác khác của ta ở nơi kẻ khác. An nhông mê cắp bô karani vô, ta cần phải làm cho người cũng dường một cách xứng đáng, một cách tốt đẹp. Cũng như kính thưa quý vị, ta có tự thấy đúng đắn, ta có tự chê trách ta, ta có đúng đắn chưa, ta có tốt đẹp chưa, hay là phải tự biết rằng ngày đêm nó qua mau, bây giờ ta được cái gì, rồi phải biết suy quán về cái nghiệp, suy quán về việc làm, về bổn phận của mình. Trong ăn phải quán tưởng như thế nào, trong cái mặt phải quán tưởng như thế nào, trong cái sinh hoạt mà trong ta quán triệt và tu tập như thế nào, để mà phải quán tưởng như thế nào cho nó được tốt đẹp. Cho nên vì vậy những vị tỳ kheo mà đệ tử của Phật á, nó có một điều căn bản đã được dạy, đã được giáo huấn. Cũng như những người đệ tử của Phật sẽ được giáo huấn, sẽ được truyền dạy một cách căn bản, một cách tốt đẹp. Như chúng tôi đã nói, chứ không phải là cứ nghĩ rằng mình nói như thế nào cũng được, làm như thế nào cũng được, không phải như vậy. Mà phải được cái sự học tập, phải được một cái sự dạy dỗ, phải được một cái sự chuẩn xác rõ ràng của vị thầy của mình. Nhiều khi ở trong tăng đoàn, quý biết khi gặp những tình huống mà có những vị chưa tăng mà chưa có thuần thục á, mà cứ cãi cự hay là chấp ngã nhiều quá đó, phải nói rằng hết sức nguy hiểm, làm mất đi một cái niềm tin, một cái niềm tĩnh tính của chư Phật tử. Và chúng ta nhớ, khi làm người đệ tử đi vào, khi chúng ta gặp những hình thái như vậy, những người yếu kìa, ở đó nói sợ là những người yếu cái tâm kìa, chứ còn quả thật những cái chuyện gì cũng vậy, chúng ta không có quên được cả nắm từng hình thái của từng người. Có người hư chứ đạo không có hư, và có những thành tử ở chỗ này nó khác, ở chỗ kia nó khác, người này nó khác, người kia nó khác, chứ chúng ta không có chụp một chỗ mà chúng ta lại nói hết tất cả. Thì điều đó chúng ta cũng hết sức là đơn độc, hết sức là một chiều. Cái sự trang nghiêm đòi hỏi cho tự thân tâm của mỗi người làm cho mình trang nghiêm như thế nào. Cái sự trang nghiêm này không phải là một sự thu túc cọ, không phải là một sự né tránh, không phải là một sự coi như là dối hay làm tốt, mà dốt hay nói chữ vậy đó. Người ta dối
người ta thiếu sự, người ta không có cái sự thật, cho nên người ta chứng minh sự thật, người ta dốt, người ta không chấp nhận cái dốt, mà người ta cứ nghĩ rằng mình văn hay chữ giỏi, nói lên chữ này, nói lên thơ văn kia, chữ nghĩa kia, vân vân. Nhưng điều sự thật ra cái điều đó hết sức là bình thường, nhưng bình thường. Thì khi chúng ta biết, chúng ta hiểu, chúng ta nghe và chúng ta làm được, thì chúng ta phải biết đối với mọi tự thân của mọi con người. Có một lần, có một vị tăng sự mới nói lên để bày tỏ ra, thì ở trong tăng sự, cái chư tăng nó có cãi cờ chút xíu, thì chúng tôi nói: quý sư bình tĩnh, Phật tử người ta có bên ngoài cái lời nói, cái hành động của mình, mình chưa tu tập để gây cho họ một cái niềm tĩnh tính tốt đẹp, thì chúng ta đừng có làm cái hành động mà phá đi cái niềm tin của các vị. Im lặng chút xíu, những cái sân tâm của cái khởi lên, chúng tôi lắc đầu, chúng nó không được, nghe tôi không biết các sư cãi cự cái gì. Người ta nghĩ các sư chắc, nếu như những người có cái thiện tâm không nói như ác tâm, tôi nói chắc các sư giành giật hay các sư chia cái gì không đều, bây giờ cãi cự với nhau nó thấy mắc cỡ không. Còn cái chuyện mà bực bội cá nhân của các vị mà làm hại cái đạo như vậy, tự nghĩ như thế nào, thì chúng tôi chỉ nói như vậy thôi, thì tất cả mới được im lặng. Muốn nói lên cái gì, đây cũng chính là không làm cho trang nghiêm. Mà khi mà khởi lên một sự bất hòa như vậy mà chúng ta không có sự quan sát, nó hiển hiện trước mặt như vậy, một hành động nó quá đáng, một hành động quá đáng. Chứ đừng có nói chi là cái tư cách, nó chỉ là một cái chuyện mà cái tư cách, cái hành vi nó lại là một chuyện khác nữa. Đó, nói chúng ta biết, chúng ta cãi cự là nó không đúng, không được. Cho nên vì vậy, nhưng quả thật thì chúng ta nhớ một điều, các vị đó còn những người phàm phu, hay tất cả chúng ta còn những phàm phu, thì chúng ta còn sanh tử đau khổ, còn những cái điều thiếu sót. Chứ chúng ta không phải thấy như vậy rồi chúng ta cũng quơ đũa. Thì nên chính là cái gì ở trong tăng đoàn, phải nói Phật pháp này nó củ trụ ta bà, nó có được vững mạnh hay không, là do cái pháp luật này còn được thừa hành, còn được cái sự thân thương, còn được một cái sự hòa hợp, giới hòa, kiến hòa, lợi hòa với nhau, mà chúng ta gọi là như nước với sữa thì nó hòa tan, chứ như nước với sỏi là thua. Thì ở đó chính là bằng tự thân của mọi con người. Chúng ta không làm tốt cho đạo thì chúng ta cũng phải giữ đạo một cách căn bản, chứ đừng hại đạo. Chúng ta không làm tốt cho đạo chứ chúng ta thì thôi, thì chúng ta hãy giữ cho nó nguyên vẹn như vậy đi, đừng có phá. Nếu không phát huy được thì đừng phá, mà nếu như chúng ta phá thì chúng ta rất là đại tội với Phật pháp. Cái truyền thống của gia tộc có một điều rất là lạ, tại sao kỳ nhỉ? Ai đụng chạm đến cái chuyện gia tộc mình, cha mẹ mình, anh chị em của mình, hay cái tư cách của mình, thì chúng ta cảm thấy bực bội, khó chịu. Thì chúng ta không nên làm mất đi, làm tổn danh đi cái hình thái của Phật. Quý vị biết Phật đã cho chúng ta quá nhiều, mà chúng tôi thường nói với chữ tăng: ăn cơm của Phật, mặc áo Phật. Chúng ta nói ở nhà Phật, ăn cơm Phật, mặc áo Phật, mà chúng ta không tu theo Phật, chúng ta tu theo ai đó, thì chúng ta nghĩ rằng chúng ta đơn giản hả? Đơn giản đâu. Phật ngồi cao, Phật ngồi nơi đó, chúng ta không thấy nói, không thấy cử động. Nhưng điều mà tất cả những cái gì của chúng ta
thì nó đều để lại một cái gì đó cho chính chúng ta. Bởi vì Phật dạy, Ngài khuyên á, tức là hãy đi theo con đường của Ngài, thực hành theo lời dạy của Ngài, là tự tạo cho chư tăng một cái pháp trang nghiêm của chính mình. Ngày nào mà, bởi vì giới luật là nền tảng, giới luật là pháp để làm trang nghiêm cho một vị tỳ kheo, một phẩm hạnh của một vị tỳ kheo. Chúng ta thọ trì cái giới này không được thì chúng ta thọ trì cái giới khác một cách trang nghiêm, một cách tốt đẹp. Nếu như được hoàn bị thì quá là xá thú. Còn nếu như không hoàn bị thì hãy cố gắng bảo trì được một cái gì thì bảo trì được cái đó. Cái tinh thần giới lực nó mang tính tích cực, chứ không phải là coi như là từ cái giới khinh giới trọng đều phải được cái sự tuân thủ. Chứ không phải giới trọng chúng ta chấp trì, còn giới khinh tức là giới nhỏ hay là cái giới nhẹ hơn thì chúng ta lại không thủ trì. Thì điều này cũng phải là tinh thần thần mà thọ trì giới, một cái thọ trì pháp và lực một cách căn bản. Cũng như kính thưa quý vị, tại sao mà Đức Phật, mà Đức Vua Pasenadi đi đến cái chỗ gặp tăng đoàn, mà Đức kính Đức Phật là bậc Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng chánh giác, thiện thể thế gian giải, điều ngự thượng vô thiên nhân sư Phật Đà Thế Tôn, pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, có công năng chuyển mê khai ngộ ly khổ đắc lạc, tăng đệ tử của Đức Thế Tôn các ngài là bậc trực hành như lý hạnh, chân chánh hạnh hay là tăng, là những vị thừa hành thế chánh giáo, từ những bậc tu hành tinh tấn tốt đẹp. Ở đó kính thưa quý vị, mà đi so với các vị mà Đức Vua nhìn thấy ở dọc đường, hay là nhìn thấy trong quan triều của mình, về quan quân những việc của mình, nó không được như hành động như thế, không có sự cãi cự, không có một cái sự ấu đả, không có một sự tranh giành, không có một cái gì cả, mà tất cả sống trong một tình thương mến thương, sống trong một cái tình đoàn kết hài hòa, sống trong một cái tình chân tình mãnh liệt với nhau. Kính thưa quý vị, ở đây đòi hỏi một người tu tập á, ngoài cái việc tự tu tự thân cho chính mình, nó còn làm đẹp cho, làm sanh tha nhân, cũng như một vị giảng sư thuyết giảng Phật pháp, truyền trao lời dạy của Phật hết sức là quan trọng. Bởi vì vị này thay Phật ngồi tòa giảng pháp Như Lai, chứ không phải là những kẻ khất cái cùng đinh, không phải là những người kịch nghệ trên sân khấu để làm mua lòng, vui lòng thính giả, nghe im tai, nghe mát lòng, rồi người ta vỗ tay, người ta tặng thưởng, vân vân. Mình thuyết pháp để chuyển mê khai ngộ cho người, chứ không thuyết pháp để được người ta vỗ tay, rồi thuyết pháp coi như là trầm bổng, nếu cuộc người ta nghe theo cái giọng chứ người ta không nghe theo cái lý pháp, rồi hay hoặc là người ta theo cái nghe cái chuyện đời chứ không nghe cái chuyện đạo, rồi chúng ta không y cứ theo kinh văn, chúng ta nói theo cái tư kiến, cái tri kiến của chính mình, rồi cuối cùng chúng ta đóng cái mạc đó là Phật. Thì những người này không trang nghiêm, không giảng pháp một cách trang nghiêm, xin xác định, không có tôn trọng pháp, không có một tâm tư trong pháp, vì ấy cũng không trang nghiêm pháp tòa. Chứ đừng có nói chi mà trong hội chúng mà có người ngã nghiêng ngã ngửa, hay hoặc là có người cười, có người nói cười những cái chuyện riêng, là một người đệ tử, khi chúng ta vào trong pháp hội chúng ta không nghe thì thôi, chúng ta đi ra, chứ chúng ta đừng ngồi đó mà bàn tán, đừng ngồi đó mà nói xa nói gần, hay là nói chuyện riêng tư với nhau. Quý vị biết làm như vậy đó, chúng ta đắc tội vô cùng. Chúng ta bị một cái nghiệp ngu si về sau. Tức là chúng ta làm cho tâm của người nghe đó, nó không tập trung được. Về sau chúng ta là một những con người thiểu trí và gặp nhiều cái sự trở ngại. Giật khi, như chúng tôi đã nói đó, đừng có lấy cái lời ca, lấy cái lời Phật mà làm lời ca. Lấy những cái lời dạy của Phật tô vẽ cho cái
cho cái hay, cái tốt, cái của mình hoàn toàn. Chúng ta giảng pháp đến cho người để người hiểu. Cho người hiểu là cho người những cái liều thuốc tinh thần để họ được an ổn, để họ được giải thoát những khổ đau, những phiền muộn. Chứ không phải là do cho họ như coi như là giải trí, cho nó đã cái đầu, đã cái tinh thần của họ rồi hết đứng dậy không. Như chưa hề quen nhau, không biết gì hết trơn. Hỏi từ xưa giờ, rồi tôi là người đi chùa lâu năm, quy y học hành, tôi đi nghe giảng sám hối nhiều ngày nhiều lần, nhưng không được cái gì hết. Không phải là lâu năm mà để được tốt đẹp. Dĩ nhiên, chúng ta học Phật Pháp, học được càng nhiều, nó càng tốt. Mỗi ngày, có một sự tôi luyện mỗi ngày, nó chất chồng. Cho nên đừng bao giờ mà có một sự khinh trọng, đừng bao giờ có một sự xem thường ở trong mọi cái hành vi. Quý vị biết là cái sự thành kính của vua Vasinadi đối với Phật xem như một truyền thống, không có quỳ mập xuống để hôn chân liếm chân Đức Phật. Có đó là một truyền thống ở đó, tức là tỏ một cái lòng cung kính tuyệt đối. Một trong những cái sự cung kính đó quý vị biết đi, không có quay, mà đi lui, tiến tới từng bước quỳ mọp. Gọi là ba đá băng xâm qua rút tà mang. Bút thê vô khá đi tô đô sô, bút thô khá mà tụ tăng tà mang. Không có dám đụng chân của Ngài nữa, mà chỉ là những cái vi trần ở dưới chân của Phật, nó có thể nó mọp lên. Chúng ta không tỏ cái lòng tôn kính. Tức cái lòng tôn kính đó chính là nói lên cái gì? Tức là chúng ta có một cái tâm tu, cái tâm mà giữ vững nó tốt như vậy đó. Cho nên vì vậy á, Nam Mô Bụt Thầy Giá, dạ con thỉnh sư cầm bích trở lại ạ. Dạ, sư Tế Viên rất nét rồi quý vị ơi. Dạ, con thấy sư trở lại đạo tràng rồi, con kính dâng bích đến sư ạ. Dạ, quý vị nghe chúng tôi nói rõ không ạ? Nam Mô Bụt Thầy Giá, dạ kính mong đạo tràng hoan hỷ cho trong giây lát sư nói xong rồi sư té trở lại nữa rồi. Dạ, được xuống mít ạ. Dạ, con thấy sư trở lại đạo tràng rồi, con kính nhân mít ạ.
Thế Tôn tự nguyện thì Tôn có thể trung 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 không còn nghe được nữa. Xin kính xin sửa quan thị cầm biệt lại. Một lần đó là nữa xin được hỏi sư đạo tự quyền, sư đạo có nghe được không? Có lẽ sư đạo tự quyền không nghe được, mà sư đạo tự siêu, sư đạo có còn ở trước máy không vậy? Nếu sư đạo tự siêu đang ở trước máy và nghe được kính thỉnh, sư đạo hoan nghỉ trả lời cho cô thảo luận đầu tiên. Không biết siêu có nghe được không? Sư đạo Pháp Tân ơi, sư đạo Tân có nghe được không vậy? Nếu sư đạo Tân đang ở trước máy, xin sư đạo hoan nghỉ cho biết. Dạ. Ông dạ, dạ sư đạo Tân siêu đã đưa tay. Dạ. Bạch sư đạo Tân siêu trước khi mà đi vào câu thảo luận đó, thì muốn được nghe sư đạo Tân siêu nói lên cái cảm tưởng của sư đạo Tân siêu khi mà sư đạo đọc những cái lời trình bày của vua Vasenadip, dạ, về Bồ Vasenadip cảm nhận như thế nào về Phật, về Pháp, về Tăng, và tại sao Đức Phật Ngài khuyên chư tỳ kheo nên lấy đó để làm cái chuẩn mực ở trong cái đời sống hàng ngày của mình. Thì xin Thượng Tọa Thượng Sư Quan Hỷ nói cho vài vài cái cảm nghĩ của Thượng Tọa Thượng Sư khi đọc bài kinh này, kính thỉnh Thượng Tọa. Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý Phật tử. Cá nhân chúng tôi khi đọc cái bài kinh này, chúng tôi có một cái cảm nhận lòng tin của vua Vasenadip, một vị vua sau khi đã nhận thức được cái giá trị của Phật Pháp dưới cái sự hướng dẫn của Đức Thế Tôn, vua đã trình bày cái cảm nghĩ của mình rất thật. Nó thật ở chỗ là những gì mà Đức Vua đã suy nghĩ thì những điều đó Đức Thế Tôn Ngài đã gián tiếp xác nhận bằng cách là Ngài dạy các vị tỳ kheo nên thường xuyên tâm niệm về cái chánh pháp, như thế này gọi là cái pháp trang nghiêm. Đức Vua Vasenadip không phải vì có thiện cảm với Đức Phật mà mù quáng tin theo, mà ở đây Đức Vua đã so sánh, đã thấy, đã biết như vậy. Trước hết là vua thấy có nhiều vị sa môn, bà la môn hành trì võ hạnh có giới, có giới hạn trong 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm. Sau một thời gian, các vị đó bắt đầu sống lợi dưỡng,
khi mà có danh tiếng, có lợi lộc phát sinh. Nhưng ở đây nhà vua thấy các vị tỳ kheo sống hành trì vọng hạnh dưới sự chỉ dẫn của Đức Thế Tôn, các vị hành trì vọng hạnh viên mãn thanh tịnh cho đến trọn đời, cho đến hơi thở cuối cùng. Chúng ta có nghe nói những cái trường hợp khi mà sau khi Đức Thế Tôn viên tịch, những cái nơi thánh tích được lập lên để thờ cúng, để thờ phụng Đức Thế Tôn, khi Hồi giáo họ vào họ phá, thì có một số vị tỳ kheo, có những vị tỳ kheo chịu chết ở đó chứ không có bỏ mà đi, giống như là để bảo vệ Đức Thế Tôn mình. Nếu một cái giáo pháp này không có hoàn hảo, không có đạt đến cái sự giải thoát, chấm dứt khổ luân hồi, thì sẽ không có những vị tỳ kheo đệ tử của Đức Phật đã hy sinh cuộc đời của mình để sống phạm hạnh dưới sự chỉ dẫn của Đức Thế Tôn đâu, vì giáo pháp này quá hoàn hảo. Đó là cái điểm thứ nhất mà vua đã nói lên một cái lời chân thật. Cái điểm thứ hai, những người mà họ cũng gọi là tu tập nhưng mà không có sống theo pháp, không có tư duy trong pháp, không có thấy được cái chân lý do pháp Đức Thế Tôn thuyết, họ không đạt được cái sự quan hỷ, thì họ càng tu họ càng khốn khổ, gầy mòn, xấu xí, nhợt nhạt, không có gì đẹp mắt. Nhưng mà đối với các vị tỳ kheo thực hành đúng theo lời dạy của Đức Phật, các vị ấy đã tìm được hỷ lạc ở trong giáo pháp, các vị ấy hân hoan phấn khởi, các căn mắt tai mũi lưỡi thân được thoải mái, không có dao động, bình tĩnh, sống với tâm tư như tự tại như thú rừng. Đức vua mới suy nghĩ là các vị tôn giả này ý thức được cái sự tối thắng thù diệu nào ở trong giáo lý của Đức Thế Tôn, nên các vị này hân hoan phấn khởi, hỷ lạc. Điều này Đức vua Pasenadi cũng đã nói lên một cách hết sức chân thành và đúng sự thật là như vậy. Điều này, một điều nữa, là đối với Đức Phật, bây giờ tán thán Đức Phật, Ngài có một quy luật đặc biệt, Ngài không có kỷ luật sắt, Ngài không có làm cho người ta sợ như là người ta sợ Đức Vua. Thế nhưng đối với vị vua đó, như là vua Vasenadi, vua nói
con là một vị vua, quyền hành sanh sát trong tay. Nhưng con, lúc mà ngồi sự kiện đó, là vẫn có người ngắt lời. Làm cho vua không có dịp để nói. Nhưng mà đối với Đức Thế Tôn thì khi mà Ngài đang thuyết pháp thì hội chúng của Ngài, các vị tỳ kheo lắng tai nuốt từng lời, không bỏ sót, không có gây tiếng động. Và nếu một vị tỳ kheo nào mà gây tiếng động thì được các vị bạn đồng học hành bên cạnh nhắc nhở hãy im lặng. Thì như vậy đủ thấy cái quy lực của Đức Phật là Ngài cảm hóa được tâm của người nghe pháp bằng cái giáo pháp tuyệt hảo, chứ Ngài không có dùng một cái kỷ luật sắc, hình phạt hay là la rầy gì. Đó cũng là một cái lời phát biểu chân thật của vua Vasenadit. Lại nữa, Đức vua Vasenadit thấy có những vị Sắc Đế Lệ, những vị Bà La Môn, những vị gia chủ những vị Sa Môn bác học đa văn, biện tài biện bác, đi đến chỗ này chỗ kia để tranh luận đả phá. Khi họ sắp xếp những cái câu hỏi để đến chất vấn Đức Thế Tôn, chất vấn Sa Môn Gautama, nhưng khi họ đến, Đức Thế Tôn Ngài đã ôn tồn giải thích, phân tích cho họ hiểu vấn đề. Và thế là họ hoan hỷ, họ phấn khởi, họ không có hỏi những câu hỏi họ đã sắp đặt trước, mà sau khi nghe pháp xong họ đã trở quy y Tam Bảo, hoặc là họ xuất gia trở thành đệ tử của Đức Phật. Đó là cái điều đặc biệt của Đức Phật. Đức vua nhận thấy điều đó, Đức vua cũng nói lên một cách chân thành. Lại nữa, Đức vua có kể lại, vua có hai vị quan giữ ngựa cho vua. Hai vị quan này ăn bỗng lòng của vua, và chính nhà vua đem danh vọng cho họ. Nhưng mà họ đối với vua chỉ sợ ở trước mặt, nhưng mà họ không có kính trọng bằng đối với Đức Phật. Họ hiểu được pháp Đức Phật, họ tu tập theo pháp Đức Phật, cho nên họ thể hiện cái lòng kính trọng đối với Đức Phật. Ban đêm họ ngủ, họ nằm, họ dây đầu về hướng mà nơi đó được biết có Đức Thế Tôn đang ngự. Đây cũng là một điều mà Đức vua phát biểu một cách chân tình, chân thật, để bày tỏ
cái sự ngưỡng mộ của mình đối với Đức Thế Tôn. Người ta có thể, hai vị quan này có thể nằm dây chân hướng về đức vua mà không có sợ là có lỗi. Chứ còn đối với một người mà hiểu Phật Pháp là quy Tam Bảo rồi đó, mỗi khi họ nằm họ dây đầu về Đức Phật thì họ cảm thấy đó là cái sự cung kính. Và nếu như mà họ nằm, họ xây chân đạp về đức hình ảnh của Đức Phật thì nó cảm thấy khó chịu, thưa quý vị. Cái điều này là một điều đặc biệt mà Đức Phật này không có phải ra cái luật phải nằm như vậy, đúng không? Mà tự họ ý thức, tự họ nhận thức. Đó là một điều mà vua phát biểu một cách chân tình ở đây, thưa quý vị. Và một điều nữa, cái điều này rất là đặc biệt mà hình như khi chúng ta đọc thoáng qua chúng ta không có để ý. Đức vua nói: Thế Tôn thuộc dòng sắc đế lị, con cũng thuộc dòng sắc đế lị. Thế Tôn là người nước Cô Sa Lá, con cũng thuộc người nước Cô Sa Lá. Quý vị có biết tại sao không? Khi mà một người ở cái xứ sở khác, khi đến một cái xứ sở nào mà được chính phủ ở cái quốc gia đó mà chấp nhận cho vào quốc tịch thì phải nói đó là cái ân huệ đặc biệt, thưa quý vị. Chúng ta biết là Đức Phật ngài thuộc, đúng là ngài thuộc dòng sắc đế lị, nhưng mà ngài là người xứ sắc cá chứ không phải là nước Cô Sa Lá. Nhưng mà vì ở tại nước Cô Sa Lá của vua Vasenadi, kinh đô là Savatthi, có hai ngôi chùa, một là chùa Chetavana, chùa Kỳ Viên, hai là Buparama, là Đông Phương Tự. Chetavana là được ông bá hộ Anathapindika các cô độc xây dựng, còn Buparama là do đại thánh nữ Visakha xây dựng. Và trong 45 năm hoằng pháp của Đức Phật, ngài rất thường ăn cư kiết hạ ở Savatthi 19 lần, và ở tại Buparama 6 lần, 6 mùa ăn cư mùa mưa. Và đó là một điều đặc biệt mà vua Vasenadi rất là hoan hỷ. Và vua Vasenadi lại xem Đức Thế Tôn là người nước Cô Sa Lá. Cái điều này là một điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ, rất hoan hỷ. Ở đây khi mà đọc cái bài kinh này, nó sẽ đem lại cho chúng ta một cái niềm tin. Nơi Đức Phật, nơi giáo pháp và nơi chúng đệ tử của Đức Phật. Chúng ta hãy y cứ vào những cái sự kiện mà chúng ta đạt được. Thí dụ như người Phật tử chúng ta
khi nghĩ đến cái cuộc sống khổ ải trầm luân này, trong cái thời kỳ dịch bệnh corona xảy ra là đại họa cho toàn thế giới, ai cũng lo sợ. Nhưng mà chúng ta nghĩ rằng Đức Thế Tôn đã thuyết, có thân đây phải bị già, bị bệnh và bị chết. Không bệnh do dịch corona thì cũng bệnh thứ khác, rồi phải chết. Không chết bằng cách bằng dịch bệnh này thì cũng chết bằng cách khác. Đức Thế Tôn đã dạy như thế. Chúng ta nghĩ tới đó chúng ta cảm thấy an tâm. Rồi Đức Thế Tôn dạy về cái khổ luân hồi, hễ mà còn hiện hữu, tiếp tục hiện hữu thân ngũ quẩn thì còn khổ đau, còn luân hồi là còn khổ. Đức Thế Tôn đã thuyết. Chúng ta nghĩ đến chỗ đó chúng ta thấy, ồ như vậy thì trong thế gian này không làm cách nào để mà thoát khỏi sự khổ đau. Cái đó là chân lý về sự khổ. Khi mà chúng ta nghĩ đến những điều mà Đức Phật đã dạy như vậy, tâm của chúng ta rất là bình tĩnh. Chúng ta chỉ làm những gì cần phải làm, thì tất cả những điều đó là do đâu? Do ánh sáng Phật Pháp Đức Thế Tôn đã mang lại cho chúng ta. Và khi mà chúng ta hiểu được điều đó, tâm của chúng ta được an lặng, được bình yên, thì chúng ta nên nghĩ rằng giáo pháp này thật là tuyệt diệu, giáo pháp này thật là hướng thượng. Và người mà thuyết giáo pháp này tức là Đức Thế Tôn, chúng ta cảm thấy Ngài là người tuyệt diệu. Là một vị đã giác ngộ cách chân chánh, là bậc Arahant Samma Sambuddho, chúng ta có niềm tin như vậy. Không hẳn để chúng ta suy nghĩ những điều có liên quan đến cái cách trình bày của vua Vasenadi, mà chúng ta cứ theo cái nguyên, cái phương pháp siêu lực đó. Và trong cuộc sống của chúng ta, gặp bất cứ trường hợp nào mà chúng ta được thực hành theo lời dạy của Đức Phật và chúng ta an lạc, thì chúng ta cứ suy nghĩ, rồi chúng ta sẽ đặt niềm tin nơi Tam Bảo. Thì cái niềm tin đó cũng là một niềm tin rất chân thật, thưa quý vị. Bài kinh này với những lời trình bày của vua Vasenadi đã gợi cho chúng ta một cái phương pháp siêu lực để chúng ta thành tựu được niềm tin nơi Tam Bảo. Chúng tôi nghĩ như vậy. Đó là những điều mà chúng tôi xin chia sẻ với quý vị qua cái câu thảo luận số 1 mà Thượng Tọa Gia Lãng vừa đêm. Bây giờ xin cung thỉnh Thượng Tọa trở lại điều họp. Nam mô của Thầy. Rất nhiều Thượng Tọa Pháp đang nghe Thượng Tọa có mặt ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Pháp đang có mặt ở trước máy, xin Thượng Tọa có gì trả lời cho câu thảo luận số 2. Một lần nữa, nếu Thượng Tọa nghe đang nghe được, xin Thượng Tọa hoan nghỉ cho biết thỉnh để xin Thượng Tọa nhân vật. Thượng Tọa ở trong này có một câu rất là thú vị. Khi mà vua Vasenadi quan sát các vị du sĩ ngoại đạo và quan sát đệ tử của Phật, thì vị này thấy rằng những
như sĩ ngoại đạo thì gầy gò ốm yếu, hình ảnh rất là khó coi. Nhưng mà các vị tu sĩ đệ tử Phật thì hân hoan phấn khởi hỷ lạc, các căn thoải mái, không dao động bình tĩnh, sống dựa vào sự hỷ cúng của người khác với tâm tư như con thú rừng. Thì nghĩ sao về hình ảnh này và cái chữ mà với tâm tư như con thú rừng nên hiểu thế nào? Xin kính thỉnh Thượng Tọa Pháp Trân. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Tuệ Quyền, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đức Phật Tính cùng Chư Tăng. Chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Quý vị còn nghe được không ạ? Hôm nay cái màn hình nó sao? Lạ. Quý vị có nghe được lại chưa? Có nghe lại chưa? Dạ, cảm ơn. Ở đây thì kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Qua cái điều mà Yuvasenadi nói đó, có nghĩa là đối với hình ảnh của Đức Phật và Chư Tăng á, thì có nghĩ rằng với cái điều mà gọi là cái Đức Yuvasenadi có cái niềm tin đối với Đức Phật rất là, và Chư Tăng rất là lớn. Và do đó thì đối trong hình ảnh của một cái, theo con nghĩ đó, thì hình ảnh của đối với Đức Phật và Chư Tăng thì Yuvasenadi thì thật sự là một bậc rất kính tin ở nơi Đức Phật. Và con nghĩ rằng đối với một cái vị đạo sư như là Đức Phật mà Yuvasenadi đã hết lòng kính tin á, thì trong mắt của Đức Yuvasenadi nghĩ Đức Phật như là một bậc đạo sư. Và Đức Phật thì ngài đã, cũng như là ngài có thể thuyết giáo, hay là ngài có thể với cái quy lực của Đức Phật đó, và ngài đã làm cho những cái người ngoại đạo đó, nó có thể là họ khiếp sợ, hay là họ có thể rằng họ không thể nổi trội hơn được. Và do vậy đó thì mặc dù là Đức Vua là một cái vị mà trị vì đối với những cái người mà có quyền ở trong xã hội, nhưng mà rồi là nhìn với hình ảnh của Đức Phật, nhìn hình ảnh của Chư Tăng, và trong lòng của Đức Yuvasenadi thì có nghĩ rằng thật sự ra thì không có cái gì so sánh bằng đối với cái sự mà tôn kính mà Đức Phật ngài, Đức Yuvasenadi ngài tôn kính đối với Đức Phật và Chư Tăng là như vậy. Cho nên con nghĩ rằng quý Phật tử khoa thị kiên nhẫn chờ đợi tội nghiệp Chư Tăng lúc này được truyền hơi khó khăn, vì tòa Pháp Tân bị gián đoạn được truyền rồi.
không biết là bao lâu nữa tôi trở lại được. Đại Đức Pháp Tính ơi, Đại Đức Pháp Tính có ở trước máy và nghe được không? Nếu Đại Đức Pháp Tính đang có mặt ở trước máy, xin Đại Đức Pháp Tính Hoàng Hỷ cho biết. Đại Đức Tính ở đây nhà vua nói rằng chư vị tỳ kheo sống dựa vào hỷ cúng của người khác, của hàng, của đàn tính, nhưng mà lại sống tự tại như thú rừng, như con thú rừng, với tâm tư như con thú rừng. Đại Đức Tính Hoàng Hỷ nói rõ thêm là cái câu này mang ý nghĩa thế nào, tại sao sống dựa vào hỷ cúng người khác nhưng mà tâm tư tự đại như con thú rừng. Ở đây con thú rừng nói như thế nào, xin kính thỉnh Đại Đức Tính. Nam mô Bụt Thầy Giả, con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Trời Siêu, trụ tọa Nhất Đẳng, mà trụ tọa Minh Hạnh, trụ tọa Tệ Quyền, cùng chư tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Qua cái động kinh trên thì theo ý của chúng con hiểu, nói về cái sự hỷ cúng mà khi mà các vị tỳ kheo thọ nhận thì với tâm tư hoan hỷ giống như con thú rừng, thì ở đây thì theo chúng con nghĩ rằng cái thú rừng ở đây được nói giống như là có cái sự tự tại, có cái sự tự tại có nghĩa là có cái sự tự do, không bị vướng vấp gì hết, hoặc là không có làm một cái điều gì hại, hoặc là sống không có bị ràng buộc. Thí dụ như đối với một số người, người ta không biết tu tập thì người ta nghĩ rằng đàn na tính thí, người ta cúng cho mình thì mình phải làm cái gì đó lại cho người ta, cũng như là có những cái tông phái, có những cái tông phái cái vị thầy dạy cho học trò rằng mỗi lần mà mình lên mình ăn cơm là mình phải xá mình lại cái phần cơm mà người ta cúng mình đó, để mà mình biết ơn đàn na tính thí. Thì thật sự ra thì coi lại ở trong kinh điển Phật giáo Nguyên Thủy thì cái điều đó không có. Nếu mà một vị tỷ kheo mà có biết cái công đức, cái công ơn của đàn tính thí, thì cái vị đó sẽ thực hành theo cái lời dạy của Đức Phật là quán tưởng trước khi ăn, đang khi ăn, sau khi ăn xong rồi, sau buổi cơm trưa, vị ấy đi kinh hành xua đuổi cơn buồn ngủ, rồi đi đến một cái gốc cây hay một ngôi nhà trống với tư thế kiết già, lưng thẳng, đặt niệm trước mặt, theo dõi hơi thở, vân vân. Đó thì cái đó là cái người mà người ta biết biết cái ơn của đàn na tính thí, chứ không phải rằng là mình dính mắt vào cái sự bố thí cúng dường của đàn na tính thí. Mà ngược lại nữa đó, thì quý vị thấy rằng nếu mà đàn na tính thí mà khi mà cúng dường được cho một vị sư rồi đó, thì nhiều khi đàn na tính thí phải hoan hỷ và cảm ơn cái vị đó, vì có cái vị tu sĩ thành ra người ta mới có cái cơ hội để mà người ta cúng dường. Chứ nếu mà bây giờ mà ở trên thế gian mà không còn tu sĩ nữa thì mình rất là khó để mà mình phát tâm mình cúng dường. Thì lúc đó nếu mà mình có tạo phước cho ai thì cũng được, thí dụ như người già hoặc là cha mẹ vân vân, nhưng mà cái phước nó không có lớn bằng tăng chúng. Đó thì đối với cái người cư sĩ phải hiểu như vậy. Thành ra đó, nói về cái tâm tư của vị tỳ kheo mà tự tại giống như con thú rừng, có nghĩa là mình không bị vướng, mình không bị vướng vào một cái tình cảm hay là một cái tư lợi, hoặc là một cái sự vướng bận gì đó. Thành ra mới nói rằng là cái tâm tư tự tại như con thú rừng. Hoặc là quý vị thấy rằng nói về ở trong cái kinh Pháp Cú mà
Là nói về như ông đến như qua chỉ hút nhị mang đi đó, là có nghĩa là hút mật mang đi, không có làm tổn hại hương hoa. Thì quý vị thấy rằng đó là nói về cái sự tự do, là tự do của một con ông, là bay đến là bông hoa rồi lấy mật, là lấy mật rồi mang đi thôi, chứ không có làm hại gì là bông hoa. Thì cái đó nó cũng là một cái sự tự tại. Vậy thì những cái ý nghĩ mà tự tại của con thú rừng á, là không phải là nói về cái sự an thú, mà nói về cái sự tự do, là tự do mình không bị vướng, là mình không bị vướng vào cái tâm tư, cái tình cảm, hoặc là mình không có bị cái sự sầu khổ ở trong cái chuyện đó, trong cái chuyện đó. Thành ra nói rằng là cái vị đó có cái sự tự do, tự do giống như con thú rừng là như vậy. Đây là những cái ý con xin được đóng góp qua cái câu thảo luận số 2 này. Bây giờ thì con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy Giả. Sao thuộc quy trình là việc không tính. Sư Minh Thông ơi, Sư Minh Thông có mặt ở trước máy và có nghe được không? Nếu Sư Minh Thông nghe được, Sư Minh Thông. Sư Tòa Tư Quyền ấy, Sư Tòa có còn nghe được không? Ôi dạ, thấy Sư Minh Thông đưa tay rồi. Sư Minh Thông, hôm nay chúng ta về một cái giai thoại rất là thú vị giữa vua Ba Tư Đạt và Đức Phật. Ở đoạn cuối có một điểm như vậy. Nhà vua nói rằng bạch Đức Thế Tôn, 80 tuổi, con cũng 80 tuổi. Ngài xuất thân từ dòng sắc đế lị, con cũng là sắc đế lị. Ngài là người Cô Ly Á, con cũng là người Cô Ly Á. Thì quý vị biết cái vương quốc của dòng Thích Ca cũng nằm ở trong cái đế quốc của Cô Ly Á, tức là nằm. Có dịp thì chúng tôi sẽ nói thêm về điểm đó. Nhưng mà đây là quan điểm rất là chủ quan của vua Ba Tư Nạn. Nhưng mà đôi khi người ta nói đồng hội tương ơn chẳng hạn. Sư Minh Thông ở cái tuổi hơn 80 rồi. Nếu mà sư gặp những vị mà đồng tuổi, đồng cảm và có đồng những cái điểm giống nhau đó, thì sư Minh Thông có thể chia sẻ một vài cái cảm nhận là cái niềm vui trong lòng thế nào không? Ví dụ như là sư Minh Thông là người rất học ngoại ngữ, và gặp một người cũng học ngoại ngữ, hay là Sư Minh Thông là người mà đã từng sống ở dưới mái chùa nhiều năm qua, vì gặp một người khác cũng sống như vậy, Sư Minh Thông cái điều đó nó tác động đến đời sống tinh thần như thế nào? Kính thỉnh Sư Minh Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con là Minh Thông, con xin góp ý dựa những câu hỏi của sư phụ về cái số tuổi của con có thể tương ứng với những người mà có cùng tuổi và có cảm nhận gì, những cái sự hiểu biết tương đương với những cái điều mà Đức Phật đã giảng dạy, mà mình sẽ tìm thấy của những người đã thâu nhận được những giá trị đó trong cái số tuổi mà cùng có trang lưới với con. Thì kính thưa sư phụ, cái câu này đó, thì nó rất hay ở cái chỗ là cái vua Ba Tư Nạt, là vì cũng đã được Đức Phật Thích Ca giảng dạy, và ông vua Ba Tư Nạt này mặc dù không phải là một vị chứng quả như là vua Bimbisara, nhưng mà ngài có cái bà vợ là Malika, là một người
cũng không phải là chứng quả, nhưng mà có cái trí tuệ và tin nơi cái giáo pháp. Vì vậy cho nên là Ngài có cái sự do cái ảnh hưởng của bà vợ mà có cái sự tin thuần thành nơi Phật giáo lý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó. Cho nên khi mà Ngài so sánh cái behavior, cái cung cách của những ngoại đạo và cái cung cách của những người đệ tử của Thế Tôn, thì thấy đó là hai cái khác biệt, và Ngài đã cung kính đảnh lễ Thế Tôn với mất lòng chân thành mà Đức Phật đã thấy khi mà Ngài hôn chân của Đức Phật. Cái điều này cho chúng ta thấy rằng chỉ có những người mà đồng tư tưởng, thì ta trong văn chương có câu là đồng ý tương cầu, tức là những người đó nhận thấy cái trí tuệ, cái tư tưởng của những người mà gọi là đồng thuyền hay là cái đồng cảnh ngộ như mình, thì người ta thấy là có cái sự yêu quý. Cho nên khi mà Ngài Pasenadi đã thấy được cái giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà đưa vào cái sự lãnh hội của đệ tử của Ngài, mà những người đệ tử của Ngài có những cái thái độ đầm tĩnh, chín chắn mà trang nghiêm, và vì vậy cho Ngài rất là tán thán cái điều đó. Thì khi mà con đọc cái bài kinh này thì cái sự mà tôn kính của Phật dạy giáo pháp và chúng tăng mà của con đã tôn kính từ xưa thì nó lại càng tôn kính hơn nữa, là bởi vì khi mà đọc được cái bài này thì con có thể nói rằng mình hiểu được và đọc được cái tâm trạng của Vua Pasenadi, và với cái sự kính trọng của Ngài đối với Thế Tôn như vậy, thì con thấy là cái niềm tin nơi Tam Bảo càng ngày càng sâu sắc và kiên cố hơn, là bởi vì với cái giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà giảng dạy cho đệ tử của Ngài, thì cái giáo pháp đó đã biến chuyển từ những cái người mà ban đầu còn lăng nhăng, còn nói chuyện. Thí dụ như một cái ngày Sarvota đưa về 500 vị tỳ kheo mới về đó làm ồn ào, thì Đức Phật ra đã giảng dạy nói thế nào để cho những người đó giật mình, đây không phải là chỗ mà mình đã từng quen biết, nhưng những nơi khác mà có những thái độ vô lễ, những thái độ mà ồn ào, thái độ như là chợ cầu ông lãnh, thì họ thấy lần lần đây không phải chỗ đó. Mà từ đó thì họ sẽ học được cái giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là một người mà muốn mà thâm nhập và có một cái thái độ, hay là muốn đạt được những cái cảnh giới mà Đức Phật muốn mà đưa đến, thì không thể nào mà cái tâm mình được trao động ồn ào như thế. Cho nên phải trở lại từ một người extrovert trở thành người introvert, tức là một người mà hướng ngoại để trở thành một người hướng nội, để nhìn thấy cái tâm của chúng ta, để điều phục cái tâm của chúng ta, để thấy được cái sở hành của thân hành, khẩu hành và ý hành của mình, để mà từ đó để điều phục, để mà an tĩnh nó, để mà có thể, vì mình có thể an tĩnh nó thì mình mới đạt được cái trạng thái an tĩnh của Nibbana. Vì vậy cho nên khi mà Pasenadi quan sát cái behavior của hai người, một người một bên là ngoại đạo, một bên là của Thế Tôn, thì Ngài đã thấy cái điều đó, và do vậy Ngài đã có cái niềm tin xác thực, niềm tin chân chánh nên Thế Tôn. Và vì vậy cho nên là Ngài có những cái sự kính trọng Thế Tôn, mà Đức Phật thấy coi như là không phải là gọi là quá mức, nhưng mà quá quá thành thật như vậy. Thì cái điều này những người mà tu Phật, thực sự là người tu Phật, thì thấy được cái điều này, và càng thấy được điều này thì càng có cái niềm tin vững chắc, xác thực, kiên cố nơi giáo pháp của Thế Tôn. Kính thưa sư phụ, đó là những cái cảm nhận mà con đọc qua cái bài này, thì thấy cái sự nhận xét của Ngài, của Đức Vua Pasenadi với giáo pháp của Thế Tôn, và càng tôn kính Thế Tôn. Và con tin tưởng rằng tất cả chân tử trong cái đạo tràng này cũng lãnh hội những điều như con lãnh hội hay là hơn nữa. Và như vậy là con càng tán thán cái trí tuệ của chân của tất cả những Phật tử trong rung này. Kính thưa sư phụ, và đó là con cũng thấy rằng
cái kết quả mà trong mấy năm nay sư phụ đã giảng dạy trong room này mà đạt để cho những người Phật tử hiểu được giáo pháp, mà tin tưởng giáo pháp và sống trong giáo pháp này thì là một điều rất tốt cho tất cả những người hiện có mặt trong room này hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính mời sư phụ trở lại mai để giảng giải thêm những câu hỏi khác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính mời sư phụ trở lại mai. Sao chúng tôi chừng chưa tỏ quyền đó, chưa tỏ có còn trước mắt không? Nếu chúng tôi đang nghe được những chuyện chúng tôi cũng chưa biết. Dạ. Chúng tôi quyền một điều mà tương đối là tạo nên một cái sự dị biệt ở trong cách nhìn. Có nhiều người nghĩ rằng ở trong những cái đạo tràng tu tập nên rất là trang nghiêm. Càng trang nghiêm thì người ta càng phát tâm hoan hỷ. Nhưng mà bây giờ lại có nhiều khuynh hướng là cái sự thân thiện, thoải mái, đừng có gò bó quá thì nó lại tốt cho người tu tập. Thì cái sự thân thiện thoải mái thì nó thường nó ngược lại với sự trang nghiêm. Trang nghiêm là ví dụ như rất ít nói, ly lứng phải phải nhẹ nhàng, phải đâu ra đó, còn thoải mái là dễ chịu hơn. Thì cái kinh nghiệm thừa tự quyền á, cái cách nào nó tốt để cái không khí nào nó tốt cho một đội rằng tu học, cái trình thừa tự quyền. Nam mô Bụt Tha Gia Nam mô Tham Ma Gia Nam mô Sàng Kha Gia Gia Thơ để chúng được nghe rõ. Dạ, cảm ơn quý vị. Để chúng con kính lễ Đức Phật giáo pháp và chúng tăng kính lễ sư phụ Tỳ Siêu Thượng Tọa Giác Đẳng Tôn Tọa Phật Tăng Tổng Minh Hạnh để được tính để tính tự tri sư Nguyên Thông cùng chư tăng tham gia quý thương nữ cùng chư Phật tử. Và kính bạch Thượng Tọa, quả thật thì nếu chúng ta xác định rõ một cái đạo độ tràng trang nghiêm thanh tịnh để mà có sự tu tập tiến hóa đó, thì cái điều này phải nói đòi hỏi những người thích tu, muốn tu và thật tu để họ tiến hóa trong Phật pháp, để họ được an tĩnh. Đây là cái điều mà cái đạo tràng nó tuyệt vời rồi. Còn ngược lại, có những đạo tràng, kính thưa quý vị, chúng ta phải tùy duyên nơi hội chúng. Nếu chúng ta gò bó, chúng ta đi một cái khung quá đó, thì họ cũng cảm thấy rất là e dè, họ cảm thấy nó không có thích hợp. Cũng như bây giờ thì trước nhất là một người Phật tử thì cần phải có một cái niềm tin. Trước nhất cần phải có niềm tin, thì từ có niềm tin xong thì họ có một cái sự, có thể họ có cái tâm thí. Từ cái tâm thí đó hướng họ tới cái trì giới, từ cái trì giới đó hướng họ đến cái tu thiền. Chứ 1, 2, 3 vô mà dán vô cái hoặc nói cho họ nghe liền, coi như là cái điều này, cái điều nọ, thì người ta rất là sợ, người ta rất là ngại, vân vân. Thì ở đây là cái tùy duyên đó, cái đạo tràng. Mà nếu như là một vị, mình là một vị thầy hay là một vị pháp sư, một vị giảng sư, là một người lãnh đạo cái tinh thần Phật pháp đó, là chúng ta phải biết cái căn cơ, biết cái tính của hội chúng này nó nghiêng nặng về cái phương hướng nào, và chúng ta sẽ đặt và định với những cái pháp thoại hay những cái cách tu tập mà nó thích hợp. Thì đây, ở đây tức là cái khéo chúng ta gọi là cái khéo mà sắp xếp, cái khéo mà cài đặt cho cái đạo tràng đó, mà do cái vị trưởng nhóm đó hay là cái vị huynh trưởng đó hay là cái vị thầy của những người đó thì nó sẽ được tốt. Chứ còn phải nói rằng, hỏi rằng chứ không khí mà thoải mái và không khí trang nghiêm thì cái nào thích hợp trong cái đầu tràng hơn, thì kính bạch Thượng Tọa, con thấy rằng là cái điều này nó khó lắm, nó rất là khó. Thường thường đó, sự thật ra vào tu học cũng vậy đó, quý vị phải có một cái mến thích mới được, phải có một trú pháp, phải có một cái mến pháp được. Tới tâm tư mình mới thích pháp, mình mới niệm pháp được.
mới tu tập Phật pháp được. Thì cũng vậy, nếu những người người ta chưa có cái sự thích nghi nhiều, thì chúng ta tạo một cái điều kiện, chứ chúng ta không có nên mà áp đặt một cái sự kiện này sự kiện nọ, thì họ cũng không có họ không có quen, và thế là họ cảm thấy họ sợ, cảm thấy họ rất là ngao ngán, họ rất là sợ hãi. Và ngược lại thì có những cái đầu tràng đó, họ muốn đi thẳng và muốn có tu tích cực, tu tốt đẹp, thì chúng ta phải đặt một cái đường hướng là tích cực và đi thẳng trực tiếp, chứ không đi lung khởi nữa, đi trực khởi và đi thẳng vào để tu tập. Thì cũng như là chúng ta biết là cái thuyết pháp đó, nó cái thuyết pháp cơ, thuyết pháp nó tùy theo cái hội chúng, theo cái căn, theo cái trình độ. Dĩ nhiên chỉ có Phật mới là biết căn cơ của chúng sinh, nhưng chúng ta biết tính của hội chúng, thì cái điều này nếu chịu khó quan sát thì chúng ta sẽ được cái tính hội chúng này nó nghiêng nặng về hình thức, nghiêng nặng về nội dung, hay là nghiêng nặng về cái chiều sâu, hay là người này nông, người này cạn, người này có một cái hình thái của tinh thần hơn là hình thức, vân vân. Thì cái đó là tùy theo cái cơ duyên của vị thầy mà truyền trao. Đây là giá trị sự thật, chứ khó lắm, rất là khó. Bây giờ vô nghe đạo, nghe cái gì ta không hiểu cái gì trên. Thí dụ như nó đi vô chùa, tự nhiên là vô chùa cái tự nhiên tu, vô chùa cái tu, nhưng sự thật không phải vô tu, cứ đi chùa thử đi, thì cứ đi lại Phật vậy đi là được rồi. Rồi thí dụ người ta ngại học thì cứ vô học đi, thì cứ vô ngồi nghe thử coi, thì cứ nghe thử, thì thật ra nó không có dầm thấp đất à. Chất lạ thì sao quen. Cái duyên mở đó đó, nó phải được khai mở. Chứ tất cả chúng ta, quý vị Phật tử trong đây cũng vậy, buổi đầu thì lúc nào nó cũng mở, buổi đầu lúc nào nó cũng thấy lạ lắm. Và rồi thì giấy về thầy, cây về thợ, rồi thì đường xưa lối cũ, nó rất là nó quen và nó không có ngại. Và cũng vậy, thì cũng như là cái duyên của chính mình, nó được kích, nó được mở, nó được được tạo tác nó tốt đẹp. Cũng như bây giờ quý vị biết là mình có cái duyên tu đó, mình có cái duyên Phật pháp, thì cái duyên trí tuệ mình nó cũng có, cái duyên Phật pháp cũng có. Thì khi chúng ta nghe, chúng ta vào, thì ta có cái tầm tứ, chúng ta có quyết tâm, mà chúng ta có cái trí tuệ nữa, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ thành tựu được, và cuối cùng chúng ta đi đến được. Đây là cái điều đặc biệt đó, cái điều mà chứ không phải là tự động cái gì. Như thí dụ bây giờ người ta nói là ta cầu tiền không có được, xin cho con coi như là làm phước này nọ, coi như là cứ là phước làm gì sư kêu con làm, chứ còn nếu sư đừng có kêu con ngồi thiền, con ngồi vô một cái tự nhiên đó, nó không có được, nó nghĩ lung tung hết trơn. Thì bây giờ nó hỏi vậy chứ họ nghĩ rằng chắc ngồi vô cái 1, 2, 3 tức là tự động cái mình có chánh niệm, có chánh định liền, họ cho đặc định như vậy. Và họ cho chuyện ngồi thiền đó là một cái cao cả vô cùng to lớn. Thì chúng ta cứ bảo họ ngồi xuống, rồi ngồi xuống, bây giờ ngồi xuống đi, ngồi xuống, bây giờ nhắm mắt lại, hít vô biết hít vô, thở ra biết thở ra, cứ từ từ, cứ nhẹ nhàng như vậy, thì họ không cảm thấy nó áp lực. Cho nên bây giờ vô nha, bây giờ nghe, bỏ qua tất cả nha, đừng nhớ cái chuyện gia đình, đừng nhớ chuyện sự nghiệp, đừng nhớ gì, cho chúng ta không cần phải nói gì, thôi bây giờ từ từ, bây giờ thẳng lưng lên đi, rồi hít vô, bây giờ trong tâm dừng lại, bây giờ dừng lại đi, rồi đưa tâm lên mũi, hít vô, thở ra, thì chúng ta mới chút xíu về chúng ta nói, rồi mở mắt ra, như vậy là thiền đó. Ủa sao dễ vậy hả? Thì chúng ta mới nói dễ, nhưng điều mà để cho mà chúng ta thở hoài, mà chúng ta biết thở ra thở vô thì nó rất là khó. Thì tự nhiên họ không cảm thấy cái chuyện ngồi thiền nó là cái chuyện khó được. Thì cũng vậy đó. Thì cái đạo tràng là được trang nghiêm, muốn thoải mái hay là không thoải mái thì kính bạch thượng tọa, con nghĩ rằng là nó cũng phải tùy theo cái khéo dạy khéo dẫn. Mà nếu chúng ta không có, và ở đó nó cũng phải có cái duyên thôi, có cái duyên với vị thầy, với người đó,
thì chắc chắn rằng sẽ có căn cơ, sẽ có thích hợp, sẽ có mối, sẽ có phương thuốc diệu dược để điều trị. Dạ, thì đây chính là ý nghĩa của con là vậy. Nếu có gì cần bổ túc thì bằng cái sự kinh nghiệm của thượng tọa thì thượng tọa bổ túc cho Đức Quang Mạng. Nam mô Phật Thầy. Dạ. Ta tu cái tinh thần thì tôi sẽ quyết. Thứ gì một ở trong những khía cạnh rất quan trọng của giáo dục đó là sự uống nắng. Chúng ta cần kiên nhẫn và cho mình có cái điều kiện để thích nghi thì chúng ta sẽ uống nắng được tâm tư của mình. Và dĩ nhiên là tất cả những gì mà vua Vasenadi trình bày với Đức Phật ở tại đây, dù có được áp dụng trọn vẹn hay không trong cuộc sống chúng ta thì vẫn mang nhiều gợi ý rất là quan trọng. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Đức Phật Pháp Quý Đức Tham kính trên chư vị giảng sư đã vào rung để thuyết giảng. Đại lễ quý ngài, xin chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật Thầy. Sa thú lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong đông, chúng con kính tri ân chư tôn đức tăng mở lòng mi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bích Tha Giá. Và Nhật Quỳnh kính cảm ơn Từ Mẫn, Hoàng Nguyệt, Thích Trần Đạo và tất cả quý vị đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Bích Tha Giá. Sapa, Sumangalanga, Kantu Sapa, Devata Sapa, Bhutalu, Tavena, Soti, Hontu, Nirontaran, Hotu Sapa, Sumangalanga, Kantu Sapa,
Yeah.